ơi, Will á, tôi nói Will á, quậy chao cho nó sánh miệng tan ra. Cái tôi chỉ cục này kêu Will quậy, Will quậy hoài, không tan. Phát hiện ra nó là cục khoai môn. Tay nha, tay nha, bỏ tay nè, bỏ tay nè. Mà không, bóp tay không được đấy. Trời ơi, em nhìn em muốn xác gì đi đẹp. Nó lại tiền bạc, ý lộn, nó lại tiền đình. Lạng ra, em lạng ra, em rối rồi đó. Wow, tào lao hết chứ. Xác gì đi đẹp rồi, rối loạn tiền bạc của hậu tào lao thì chứ. Mê ốc cay, thử ngay. Tương ớt chiên su cay gấp đôi mới. Ủa sao cái này hot, ai tắt cái này rồi? Ai vậy, ai vậy, bà Harry, bà bói lạng lạng đây nè. Trời ơi, mình á. Trời ơi, nham hiểm quá. Đây, em biết là Tuấn. Chị mới chôm hai cục mì của em đúng không? Một cục mì đói quá chị ăn. Không, cái mì đó không phải là mì ăn sống. Đói quá chị ăn. Không, chị nhai chị ăn rồi. Dạ, mình mới bị chôm mất cục mì. Bị hai người chôm mất. Chị đói quá chị ăn rồi. Mì này mà bà ăn. Chị đói quá. Mì này mà bà ăn sống nè. Trời ơi, đói quá chị ăn rồi. Coi chừng ăn cắp giặt kìa Harry ơi. Chị ăn mì của em, chị trả mì đây. Không, chị trả mì đây. Em mày thương chị. Chị không trả, em quăng một lát là cái dĩa này đi luôn. Chị ăn rồi. Chị đừng có như vậy chứ. Chị làm như vậy là hả? Thương thương. Em không có làm thương gì được. Thương. Thương. Thôi. Thương. Thôi được rồi. Em trả nè. Thôi em lấy rồi. Trời cái gì vậy? Trời ơi. Mốt chưa cái tập hôm qua tội người khác phá nha Harry nha. Tội Will á. Tôi nói Will á, quậy chao cho nó sánh miệng tan ra. Cái tôi chỉ cục này kêu Will quậy. Will quậy hoài, không tan. Phát hiện ra nó là cục khoai môn. Đuổi đi, đừng có cho coi nữa. Dạ dạ. Vy ơi, mình nghe nhưng mà mình có giá trị, em ơi, về đây em. Không cần nữa, không cần, chạy về. Xin nhắc lại chế độ của mình là vịt nấu chao, phải vịt nấu chè nha. Vịt nấu chao. Nói rồi. Không phải vịt nấu chè không nha. Không phải, tại dân miền Tây em ăn ngọt quen á anh trai. Không như mày. Dạ xin lỗi anh, để em dặn miếng muối. Qua hậu nấu, bếp sạch sẽ, bên em mẫu hậu nấu, bếp hơi dơ nha. Thử coi nào. Thôi từ từ cho em thêm miếng nước. Đội trưởng nấu nha anh ơi. Dở à. Dở à. Bên kia anh làm giúp người ta rồi anh ơi. Rồi anh chơi bên này. Tụi em xong rồi. Anh Tây nha, anh Tây nha. Bỏ tay nè, bỏ tay nè. Mà không, bóp tay không được đấy. Trời em nhìn em muốn thắt gì đi đẹp. Nó lại tiền bạc, ý lộn, nó lại tiền đình. Lạng ra, em lạng ra, em rối rồi đó. Wow, tào lao hết chứ. Thoát gì đi đẹp rồi, rối loạn tiền bạc của hậu tào lao thì chứ. Mỗi người lấy 3 hạt. 1, 1, 1. Ê, được rồi. 3 hạt trong mỗi chén hả anh? Ê. Ủa, tiếng này hay quá. Trời. Mỗi loại 1 hạt. Cầm sát vô, cầm sát vô mới được. Ôi, cái gì vậy? Ôi, trời dạ. Sếp. Ôi, ôi. Cô trời đất ơi. Phá dễ sợ. Ê, cơ hội là đây rồi. Cơ hội là đây rồi nha. Ủa, cái chén. Em đủ rồi anh ơi. Còn hai người bạn em đi chi. Ủa, cái chén em đâu rồi? Ủa, cái chén em đâu rồi? Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Mê ốc cay, thử ngay tương ớt chiên su cay gấp đôi mới. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.